Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn dự án là Paramis nhận token AD3 nha các bạn. Thì dự án này cũng làm về Web3, DApp Web3 các bạn. Thì đây là trang chủ của dự án. Thì để tham gia vào cái airdrop này thì các bạn vào link dưới phần mô tả video nha các bạn. Mở con bot ra. Đây là cái phần banner của họ nha. Thì banner khác và backer khác nha các bạn. Đây là chỉ là banner thôi. Thì banner của nó cũng có nhiều ông lớn à. Ok, thì để tham gia vào cái dự án hôm nay, các bạn vào lên dưới phần mô tả video, các bạn mở con bot ra và nó start để chấm với bot. Sau đó thì các bạn ấn vào continue. Tiếp theo đó thì chúng ta nhập lại mã captcha. Ok, tiếp theo đó thì chúng ta làm cái nhiệm vụ sau. Cái nhiệm vụ đầu tiên đó là join vào kênh group English. Các bạn vào English group. Chúng ta tiến hành join. Ui, 85.000 người các bạn. Ok, sau đó thì các bạn quay trở lại bot. Chúng ta thì trong ba cái group này chúng ta chỉ join một trong ba thôi nhé. Khỏi join nhé. Nha các bạn. Thì một là các bạn join vào kênh group của tiếng Anh, hai là tiếng tiếng Trung Quốc hoặc là tiếng Nhật nhé. Ok, thì chúng ta chỉ cần join vào kênh group ít liệt thôi. Và nhiệm vụ tiếp theo đó là join vào kênh channel. Các bạn vào channel. Chúng ta tiến hành join. Sau khi join xong, các bạn quay trở lại bot. Các bạn nút don. Ok, nhiệm vụ tiếp theo đó là chúng ta cần phải là follow Twitter và chia sẻ lại bài viết kèm tag 3. Sau đó điền lại link profile Twitter. Các bạn vào chữ Twitter nhé. Trên Twitter của dự án các bạn ấn nút follow theo dõi. Sau đó các bạn kéo xuống đây thì ở bài viết đầu tiên này các bạn tiến hành like này. Và các bạn kéo xuống cái bài viết một tí nhé. Cái bài viết vào ngày 10 tháng 9 này nè. Các bạn tiến hành like này. Bài viết có nhiều like và lượt chia sẻ nhất này. Các bạn tiến hành like, sau đó các bạn ấn nút chia sẻ. Các bạn chọn phần retweet, tweet lại một cách trực tiếp. Sau đó thì các bạn quay trở lại tường nhà. Các bạn chọn chọn một hồ sơ profile. Tiếp theo đó các bạn copy lại cái link profile Twitter của các bạn. Tiếp theo đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái link profile Twitter của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo đó thì nó yêu cầu chúng ta điền lại địa chỉ ví ETH. Địa chỉ ví thì các bạn dùng ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask. Các bạn copy lại cái địa chỉ ETH của các bạn nha. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán địa chỉ ETH của các bạn vào đây và gửi cho bot. Ok, thì tiếp theo đó các bạn có thể ấn vào phần balance để check số dư nhé. Thì sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, các bạn sẽ nhận được là 10 token AD3. Và để link red thì các bạn có thể ấn vào phần referral link. Nó sẽ là link red cho các bạn thôi. Đây là link red của các bạn. Các bạn copy lại link red đi tương thường bì để nhận thêm token. Thì qua mỗi lượt refer, các bạn sẽ nhận được thêm là 5 token AD3 cho một referral. Ok, thì như vậy là cái video mình hướng dẫn các bạn là nhận 10 token AD3 đến từ dự án Paramis Smarter đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.